Vì sao vẫn nhớ đôi mắt màu nâu, vì sao hình bóng em vẫn trong đầu anh, trong tranh thực tại và sẵn sàng trốn luôn cả tương lai. Anh chỉ mong rằng vào ngày mai là sẽ được thấy em quay trở lại, dù anh biết chỉ là giấc mơ, dù nỗi nhớ kia đã biến anh thành thằng khờ. Đi ngoài đường lúc nào cũng thấy em, cứ một mình vừa đi vừa cười vì anh nhìn thấy em. Giọt mưa rơi trên mắt hay là nước mắt lăn trên môi thì nó vẫn đáng thế thôi, khi tất cả bây giờ đã xa lắm rồi. Người ta nói con trai khóc là nước mắt chảy ngược vào trong con trẻ thành dòng, nhưng thấm vào lòng rồi chìm trong vô vọng. Phải làm sao để anh có thể vượt qua được dốc sinh tồn, khi người trai vẫn gọi tên em vì em là gốc linh hồn. Ước gì em ở đây thì con đường về sẽ không còn xa nữa. Gửi đến nơi xa vời.